Ngày 30 tháng 10 năm 2024, thứ tư tuần 30 thường niên, Luca chương 13, câu 22 đến câu 30. Thiên Chúa là Cha chung đã mời gọi muôn dân từ khắp bốn phương trời đến dự bàn tiệc nước Thiên Chúa. Điều kiện để vào dự tiệc không phải là nại đến thân thế của mình, nhưng phải biết chiến đấu đi qua cửa hẹp mà vào. Những lời Chúa cảnh cáo người Do Thái ngày xưa có thể là những lời cảnh giác cho chính con hôm nay. Con mang danh là một Kitô hữu, nhưng con đã làm gì để xứng đáng được tham dự vào bàn tiệc nước trời? Có phần nào con giống người Do Thái cứng lòng ngày xưa, khi con lãnh nhận các bí tích một cách máy móc, lười biếng, hay giữ đạo một cách hình thức, và tưởng rằng như thế là đủ cho con được ơn cứu rỗi? Con quên rằng Chúa luôn nhìn thấu suốt mọi tâm hồn và mời gọi con đóng góp những cố gắng hy sinh của chính mình. Chúa mời gọi chiến đấu để đi qua cửa hẹp mà vào nước trời. Bởi vì Chúa đã khẳng định, không phải bất cứ ai nói, lạy Chúa, mà được vào nước trời đâu. Vâng, lạy Chúa, cửa hẹp chính là con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. Đi vào cửa hẹp là dấn thân từ bỏ chính mình, là biết hy sinh cho tha nhân, là vui lòng thực thi thánh ý Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Xin Chúa giúp con biết xác tín vào chân lý đó, để mỗi bước chân con đi trên con đường thánh giá sẽ dẫn đưa con đến bàn tiệc nước Chúa. Xin cho con trong suốt cuộc hành trình tiến về quê trời sẽ không chọn cho mình những con đường rộng thênh thang của những khát vọng đam mê tội lỗi, nhưng xin cho con dám can đảm đi vào con đường hẹp, con đường dẫn đến núi Sọ, để rồi từ đó mở ra cho con bàn tiệc phục sinh vinh quang. Amen.